Đi đường thế à? Gì thế nhỉ? Đôi giày mới tinh. Đẹp thật. Sao thế nhỉ? Lạ nhỉ, cứ như là nó biết nhảy vậy. Cứ nghe thấy tiếng nhạc là nó tự nhún nhảy. À, một đôi giày biết nhảy. Nhằm nhò gì, tớ có thể nhảy được tất cả các loại nhạc, cậu xem nhá. Cậu có sao không? Cậu có vẻ mệt rồi, đừng nhảy nữa. Tiếng nhạc, tớ không thể dừng được nữa. Tiếng nhạc. Kìa, tớ đã bảo cậu đừng nhảy nữa mà. Lu ơi Lu, cậu có sao không? Cậu phải tháo ngay đôi giày này ra. Được rồi, để tớ giúp cậu. Hai ba nào. Hai ba. Hai ý. Ây. Giúp tớ với Bun ơi. Được rồi, để tớ nghĩ cách đã nhé. Lại đây. Thế này nhé. Ý.
Mệt quá. Bây giờ khỉ con biết cậu ở đâu mà mở nhạc nữa chứ. À. Lại tiếng nhạc. Giúp tớ dừng lại. Đứng lên, đứng lên. Rồi, cậu phải nghe tớ. Chỉ có cách này mới thoát khỏi đôi giày này thôi. Đi. Mệt quá, mệt quá. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên Lu ơi, chờ tất nhà cậu nhún thật mạnh vào. Cố lên. Cứu 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 cơ. Thành công rồi. Hey.
Trong này chật quá, phải tìm chỗ rộng rãi hơn mới được. Oh.
Ta là người mạnh nhất. Cậu thấy tớ có sức khỏe vô địch không? Cậu chỉ giỏi hoành hoang, bắt nạt kẻ yếu như tớ thôi. Cậu cứ chờ đấy. Cậu cứ hoành hoang đi, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Kẻ nào dám thách đố với tớ vậy? Kẻ đó đang đợi cậu ngoài kia. Nhanh lên, cậu đi theo tớ. Nhanh lên. Đâu? Kẻ nào? Kẻ thách đố với cậu đang ở dưới chân cầu đây này. Cậu nhìn xem. Thế nào, cậu có muốn thách đấu nữa không? Ôi, thôi, tớ sợ lắm rồi. Chỉ cần cậu không hùng hổ, bắt nạt mọi người, thì cả dưới sông kia cũng không đuổi theo cậu nữa. Thật không?
bạn ấy cười với tớ kìa. Thật không thể tin nổi. Tặng bạn này. Cậu cứ vui vẻ, hòa thuận với mọi người, cậu sẽ nhận được rất nhiều nụ cười đấy. Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi đi theo cho. Tốt rồi đấy. Được rồi. Chúng ta cùng chơi thôi. Ha ha ha.
Cho tôi với. Nhanh lên cậu, nhanh lên. Sao thế này? Lại là chàng lưu xấu tính rồi. Chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Chúng mình về thôi. Quái, không lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Thank you.
Chữ ký của mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của Trung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này. Tập này. Tập này. Cậu vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Tớ mới cậu vào lấy vậy.
Đi nào. Thơm quá. Đang khát khô cả cổ đây. Phải uống cái đã. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Cẩn thận. Cậu cho tớ uống thử lọ nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Ý kiến hay đấy. Nào. Tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cúi xuống đây. Há mồm ra. Rồi.
Ôi, chị tại tôi tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã. Đây rồi. Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à, cậu cứ thử nhìn tớ mà xem. Vừa khỏe mạnh, lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Yeah.
Cậu cậu dám không lại xem nào. Sao thế nhỉ? Ê, được rồi. Thank you.
phải ra ngoài xem thế nào. Lu, sao con lại trèo lên nóc nhà tớ hả? Mm-hmm.
Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tôi có cách rồi. Cậu lại đây tôi bảo. Cậu sao vẫn nằm ngủ, còn mấy việc cứ để tôi lo. Yeah!